Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TG33 các bạn. Cây TG33 này nó sở hữu một cái nòng là 37 ly nha các bạn và dung tích xi lanh nó là 33 cc. Với tầm làm vườn của mình đánh cước ha, rất là khỏe. Cắt dao thì khỏi cần phải suy nghĩ ha. Dao thì không phải suy nghĩ, còn cắt cước thì rất là khỏe luôn, cắt rất là ngon. Nó được mình nâng cấp lên là chế quạt khí quanh rồi hai kim nghe các bạn, cho mà người tiêu dùng mình dễ sử dụng. Nâng cấp mà lên chế quạt khí quanh rồi hai kim này là đỉnh cao rồi các bạn, không còn đỉnh nào hơn đỉnh chế quạt khí quanh rồi hai kim nữa ha. Nâng cấp lên chế quạt khí quanh rồi hai kim. Đây các bạn quan sát máy coi. Các bạn xem cái nòng của nó ha, sáng rực ha, chưa có vết tích gì mà gọi là cũ hết ha. Đây, chạy qua khí quanh rồi hai kim đây, mình nâng cấp theo yêu cầu của các bạn. Cái mình nâng cấp này là theo yêu cầu của các bạn nha. Đây, chế qua khí quanh rồi hai kim. Nếu mà nó mang cái chế quạt khí quanh rồi hai kim của cái TG33 này, nó mang chế quạt khí quanh rồi hai kim là không còn gì để bàn cãi nữa ha các bạn, hết ý luôn. Tại vì cái máy này sơ mi bê tông nó rất là bền luôn, đưa vô chế quạt khí quanh rồi hai kim thì tuyệt vời luôn. Để các bạn quan sát xem này, cái máy rất là ít sử dụng nha, trắng tinh trắng mốt từ chi tiết luôn. Công tắc nó hơi ha, cái TG của dòng Kawasaki thì nó thường bố trí công tắc đây các bạn. Tùm lớn bố lớn nha, rất là đã, rất là mạnh mẽ luôn, đẹp từng chi tiết một các bạn. Các bạn quan sát dài thêm dài cần láp ha, móc dây đeo đây rồi dây ga ha, này cùm nè các bạn thấy không, đẹp như mơ luôn. Tay nắm nè, tay nắm phía phải nè hả, tay ga zin, dây ga zin luôn nha. Các bạn quan sát tiếp cái cần nha, cần thì tuyệt vời luôn, đẹp như mơ luôn, quá đỉnh cao luôn, trắng cỏ zin của nó nè. Đặc biệt là cái cùi nha các bạn, cái cùi này là cái cùi sơn màu kem nha, cùi của Nhật màu kem. Cùi màu cam này nếu mà các bạn nào đã trải nghiệm rồi thì thôi, cái cùi này là hết ý. Mình nói là hết ý, có nghĩa là nó rất đổi là bền và nó chống dính cỏ luôn các bạn. Chống dính cỏ, siêu chống dính cỏ, có chén ngập ngập ha. Và ở dưới này có chống mài mòn. Ốc dặn này nè, đầu ốc này là đầu ốc 19 nha các bạn, nó phù hợp với cái tiếp mở buri, nó bằng trang với cái buri cho nên mình cầm cái tiếp mở buri mình mở cái này cũng được. Đầu 19 nha, chống mài mòn nè. Khi các bạn gắn ổ cước thì các bạn bỏ túi các cái chống mài mòn này đi thì gắn vô ổ cước vô tư luôn ha. Còn khi nào các bạn cắt bằng dao mới gắn cái chống mài mòn vô nha. Nhiều bạn cứ hỏi ổ cước rồi cái chống mài mòn này sao gắn vô được, mình bỏ túi mình cắt thôi, chuyện quá đơn giản thôi. Chống mài mòn này á, để cũng không hề gì mà lấy ra cũng chẳng hề gì, nó chỉ bảo vệ con ốc cho lâu mòn cho mình dễ tháo thôi, đơn giản là ý nghĩa nó như thế. Còn cái quan trọng nhất là cái chống dính cỏ này, cái quan trọng á, cái chống dính cỏ mới quan trọng. Chống mài mòn có cũng được, không có cũng được, chẳng hề gì, mình thay ốc khác chuyện quá bình thường ha. Cái cùi này là mình nói đỉnh cao luôn nha các bạn, tuyệt vời cái cùi này, cùi xứng đáng cần láp thì thôi, đẹp tuyệt vời luôn. TG33 tùm lớn bổ lớn, nâng cấp chế quạt khí thì nó đỉnh cao rồi, không còn gì để nói nữa hết. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình phải mở công tắc nha các bạn, nhớ mở công tắc, đóng e ha, bơm xăng rồi lên ga tí xíu thì khởi động nó rất là dễ nổ các bạn. Còn cái nó đã nổ xong thì các bạn giật lên nó nổ thôi, không cần phải làm gì hết. Để mình kéo hơi rồi mình nổ thử cho các bạn xem ha.
đây, đây. Các bạn nghe hơi thấy không, âm thỉnh luôn ha, và nổ nha các bạn, tắt nha các bạn. Các bạn nghe hơi nổ của nó là các bạn biết cái máy là mức độ nó ngon cỡ nào ha. Chỉ nghe cái hơi máy thôi, còn các chi tiết khác phía ngoài các bạn đẹp thì được, không đẹp cũng chả sao, nhưng mà tiếng nổ phải nghe cho kỹ. Đây, nha. Tắt nha. Độ nhạy và tiếng nổ là quan trọng nhất nha các bạn. Rồi để mình nổ lớn nha các bạn xem nha. Chạy mạnh như súng luôn. Êm ru quá đã các bạn. Rất là êm luôn. Các bạn thấy không? Chạy kinh hồn luôn. TG33 danh bất hư truyền luôn. Các bạn nghe hơi nổ và âm hiểm luôn. Không dám để lâu các bạn, để lâu nó quá dữ luôn. Mình lên hết ga mình để lâu là nó ghê hồn lắm. Dữ lắm, dữ luôn. Tuyệt vời con máy các bạn. Xài rất đổi là bền bỉ luôn. Và mạnh mẽ ha. Tắt nha các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây TG33 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.